Trong ngày 6 tháng 6, một trận động đất có độ lớn lên tới 4,9 độ Richter đã xảy ra vào khoảng 5 giờ theo giờ địa phương, tức là 16 giờ theo giờ Việt Nam, ở ngoài khơi Tây Nam của Haiti. Và trận động đất này cũng đã khiến cho ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Tính đến thời điểm hiện tại, thì Lữ đoàn Y tế Cuba đã cung cấp các dịch vụ y tế ở Haiti để tham gia hỗ trợ cho các nạn nhân của trận động đất này. Ngay sau khi xảy ra thảm họa, thì Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã bày tỏ tiếc thương những người bị nạn và chia sẻ với nhân dân Haiti trước những thiệt hại từ trận động đất và những cơn mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất ở quốc gia Caribe này, cướp đi sinh mạng của hơn 50 người, khiến khoảng 20 người mất tích, 140 người bị thương và gần 14.000 ngôi nhà chìm trong biển nước. Trước tình hình trên, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã kích hoạt Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Quốc gia để ứng phó với tác động của mưa lũ và sạt lở đất. Cộng đồng Caribe, CARICOM, cũng đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước những thảm họa đang xảy ra ở Haiti và khẳng định tình đoàn kết với quốc gia thành viên này. Trước đó, Liên Hợp Quốc cũng đề nghị hỗ trợ các nạn nhân thiên tai tại Haiti và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính quyền địa phương cũng như các đối tác khác nhằm giảm thiểu khó khăn cho người dân quốc gia Caribe này.